Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi Trinh đi chợ hoa mua hoa Tết về để trang trí trên sân thượng. Mua những cái chậu hoa có màu đỏ rất là đẹp. Hoa này đỏ nhung, tên gọi là hoa cẩm nhung. Đỏ, màu rất là đẹp. Một chậu thì tôi Trinh mua là 35.000 ở vườn hoa kiển. Nó có rất là nhiều màu. Tôi Trinh chọn được màu đỏ. Đỏ nhung này rất là đẹp. Tên gọi nó cũng là kêu là hoa cẩm nhung. Hoa này nó bị dập. Tôi Trinh thay vào một cái chậu. Để trang trí Tết. Ở dưới này nó có cái đổ thoát nước. Tôi Trinh lấy dải chặn nó lại. Này và dải này thì nó thoát nước được. Sau khi nó lọc nước rồi nó chảy xuống dĩa này ra ngoài, nó không có dơ sân thượng. Mua từ vườn hoa kiển về một bao này là 35.000. Nó có sơ dừa cho cháu, nó trộn lẫn vào nhau. Nó trộn sẵn rồi. Rồi tôi Trinh trộn vào đây. Đất ngày thường ngày tôi Trinh trồng cây á, giữ lại phơi cho nó khô. Sau đó trộn lẫn với phân mới để thay vào một chậu hoa kiển, trộn vào. Đất này trộn vào lẫn nhau. Sau đó tôi Trinh dùng phân hữu cơ để bón cho nó cây nó xanh tươi. Bỏ ít, không có nhiều. Trộn lẫn vào nhau. Trước thì tôi Trinh xài phân tiêu hạt nó như hạt tiêu. Bây giờ ở vườn hoa kiển nó không còn bán nữa rồi, giờ xài phân hữu cơ. Phân hữu cơ này tên gọi là phân dynamic. Vườn hoa kiển tư vấn cho mình xài phân này cũng tốt lắm. Thì tôi Trinh xài để kinh nghiệm do những lần thay đất trồng hoa, mua hoa kiển từ vườn hoa về trồng. Trinh quay lại để những lần kinh nghiệm của trồng một cái chậu bằng sành chứ không phải chậu thủy tinh. Chậu bằng sành để trang trí trên sân thượng cho những ngày Tết 2019. Tôi Trinh lấy ra khỏi chậu mũ. Chậu mũ màu đen này vườn hoa kiển nó bán thành một chậu gì 35.000. Một chậu hoa cẩm nhung 35.000 một chậu. Nhánh này nó bị gãy, mua từ vườn hoa kiển về đi giữ nó lại. Hoa nó rất là đẹp. Đây, người ta trồng sẵn, mình chỉ về mình thay vào cái chậu mới cho nó đẹp, tạo nên cái vẻ đẹp thêm. Rồi cái đất này thì mình bung ra bớt đi, trộn lẫn với đất cũ. Đất này thì nó có phân sẵn rồi, cũng là xôi dừa cho cháu. Mình xới ra cho nó có rễ, nó bắt vào đất mới trộn.
ở đặng người ta tưới ướt đó. Chinh bỏ đất vào chậu, đất trộn vào chậu. Chinh đã trồng xong hoa cẩm nhung, màu hoa rất là đẹp, nó có màu đỏ nhung rất là đẹp. Sau đó tôi chinh tưới nước cho nó thấm đều đất. Đất tươi xốp thì nó hút nước nhanh. Nước nhanh. Tôi chinh đã trồng xong hoa cẩm nhung rất là đẹp, màu hoa đỏ. Xin chào các bạn, hôm nay tôi chinh rất vui được trồng được cây hoa cẩm nhung để trưng Tết, để trang trí Tết. Hoa nó có màu đỏ nhung rất là đẹp. Hôm nay là tôi chinh trồng được 5 ngày, hoa nó nở tươi. Từ hôm trồng bây giờ là hoa nó nở rất là lâu. Có vài hoa thì nó hơi tàn, hiện tại là hoa nó đang nở bất. Chinh rất yêu thích hoa kiểng. Hôm nay tôi chinh chia sẻ cho mọi người xem, cho các bạn xem. Chậu hoa của tôi chinh rất là đẹp.
chào các bạn. Bye bye. Hẹn lại các bạn những video kế tiếp. Tôi Trinh rất yêu thích hoa kiểng.